Một chế độ tập luyện đơn giản, không tốn nhiều thời gian, dành cho những người bận rộn. Với các bài tập ngắn, có thể thực hiện ngắt quãng vào những khoảng thời gian trong ngày. Những bài tập này có ưu điểm là không cần tạ hay các thiết bị tập đặc biệt, chỉ dùng trọng lượng chính cơ thể. Vì vậy, chúng không chiếm quá nhiều thời gian để chuẩn bị và có thể cải thiện sức khỏe tim mạch ở những người ít vận động. Sau đây là 5 bài tập đơn giản, đặc biệt dành cho những người bận rộn. Nếu tập luyện càng nhiều thì đốt cháy calo sẽ càng nhiều hơn và quá trình trao đổi chất cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Bài tập thứ nhất. Nằm ngửa, đầu gối cong 90 độ, đặt tay sau đầu, nâng lưng trên, co tay phải, chân trái để khuỷu tay chạm đầu gối, kết hợp căng cơ bụng, trở về vị trí đầu, thực hiện tương tự cho bên còn lại. Bài tập này thực hiện liên tục trong vòng 60 giây. Bài số 2. Bắt đầu ở tư thế plank cao với phần lưng thẳng. Dồn trọng lượng cơ thể vào hai tay và mũi chân, siết chặt cơ bụng. Sau đó lần lượt hạ từng khuỷu tay xuống sàn thành tư thế plank thấp. Giữ hông, lưng và đầu nằm trên một đường thẳng, siết chặt cơ bụng. Tiếp đó chống lần lượt tay trái rồi tay phải, đẩy cơ thể trở lại tư thế plank cao. Thực hiện liên tục các động tác này trong vòng 60 giây. Bài tập số 3. Đứng quay lưng về phía ghế, hai tay tách rộng bằng vai, đặt trên mép ghế. Vai của bạn phải vuông góc với cổ tay. Duỗi thẳng hai chân về phía trước, gót chân đặt trên sàn. Từ từ uốn cong khuỷu tay và hạ hông xuống đất cho đến khi khuỷu tay tạo thành một góc 90 độ. Giữ tư thế này trong 2-3 giây, sau đó di chuyển trở lại vị trí ban đầu. Thực hiện khoảng 25 lần. Bài tập số 4. Bắt đầu với tư thế plank cao, toàn bộ thân người tạo thành một đường thẳng. Thực hiện động tác kéo chân trái về phía tay trái, sau đó đưa chân trái về vị trí bắt đầu và kéo chân phải về phía tay phải, rồi đưa chân phải về vị trí bắt đầu. Thực hiện như vậy là kết thúc một lần lặp, nên thực hiện càng nhanh càng tốt. Lặp lại động tác co chân này, duỗi chân kia trong vòng 20-30 giây cùng với hít thở đều đặn. Bài tập số 5. Bắt đầu với tư thế quỳ gối, hai tay chống trên sàn, đá chân phải thẳng ra sau lên cao, đưa chân về vị trí ban đầu rồi lặp lại động tác. Lưu ý khi tập không cong lưng, siết chặt cơ mông khi thực hiện bài tập. Thực hiện động tác liên tục trong vòng 30 giây rồi đổi chân.